Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở bãi biển Bondi của Sydney. Đây là một trong những bãi biển xinh đẹp hàng đầu của nước Úc cũng như là trên thế giới. Hôm nay thì ngày hè nắng ấm và trời rất là đẹp nên rất đông người dân Sydney ra đây tắm biển luôn nè. Bãi biển này hãy nói là tuyệt vời lắm. Nick sẽ quay lại ít phút chia sẻ cùng mọi người nha. Đối diện bãi biển thì Nick thấy là có những cái quán bar, cà phê rất là đông người ở trên đó rồi. Ngày cuối tuần nên là nhiều người ra ngoài này chơi lắm nè. Bạn bè tán gẫu, tán dóc, ăn nhậu rất là vui nha. Trời nắng nóng lắm đó, nhưng mà nhiều người thích đi tắm biển, đi phơi trần. Wow, rất là đông vui luôn nè. Quá trời người đẹp ở dưới biển luôn. Có nhiều người thì đem lều ra dựng đó ha, rồi đem khăn, đem đồ theo trải ra nằm dưới biển nè. Và ở trên có trực thăng bay ra kìa. Biển ở ngoài rất là xanh luôn. Để bây giờ Nick đi xuống dọc giữa bãi biển đi một vòng quay lại cho mọi người xem luôn nha. Wow, hôm nay nhiều người ra phơi nắng quá trời luôn. Wow, nắng này mà phụ nữ Việt Nam mình là trốn mất rồi. Nhưng mà ở đây người ta phơi nắng quá trời luôn nè. Wow, sóng lớn nè, ở đây là sóng lớn chắc lướt sóng được. Nick thấy có rất là nhiều người mang dán xuống nè, chờ sóng lớn này lướt kìa. Tuốt ở ngoài có kìa, có nhiều bạn, có nhiều người lướt sóng được rồi. Wow, đã chưa? Vui quá, bãi biển này đẹp đảo á. À, nhiều người thân hình rất là đẹp ra khoe ngoài này luôn nè. Sóng biển cũng đủ lớn nè, người nhiều người chơi lướt sóng lướt ván. Bãi biển này quá đẹp.
Mấy anh này đang warm up, đang làm nóng để chuẩn bị xuống lớp dán nè. Bãi này thấy rất là an toàn, mọi người tắm vui quá trời luôn. Quá trời người tắm ra, quá trời luôn, nhiều người nhảy ra chồm sóng ngoài kia, nhiều người thì đem cái dán theo để lướt sóng, vui quá. Wow, ngoài kia kìa lướt sóng rồi. Wow, bé này đào cát chơi cho vậy. Tay cái ụ vậy đây. Ở trong bờ kìa, người ta nằm dài, phơi nắng rồi, thấy mà thương luôn. Quá trời luôn, đẹp, xinh đẹp quá trời luôn. Đúng là những ngày đẹp trời ra đây ngắm thôi, bao nhiêu người đẹp ngoài này luôn nè mọi người ơi. Tắm biển thì rất là vui nha. Tiếc là Nick không có chuẩn bị, không có xuống tắm nè. Chứ nhìn là thấy rất là thích luôn á. Nhìn cái khung cảnh mọi người tắm đây nhìn đã luôn á. Trời ơi, sóng biển, gió mát mà nước biển trong xanh rất là đã, bãi biển rất là đẹp. Muốn nhảy xuống tắm luôn á mọi người, nhưng mà rất tiếc là thời gian ngắn ngoài này thôi, cũng không có chuẩn bị gì nên cũng không nhảy xuống tắm, nếu không á là cởi đồ xuống tắm rồi. Thích quá luôn á. Wow, đẹp chưa. Stay there.
khúc dưới này là thấy nhiều người nằm trên giáng nè, chờ sóng tới lướt nè, wow, trời luôn. Thường là hai khúc bên hông thì phải, khúc bên hông thì chắc là sóng lớn nè, mọi người tập trung ở bên đây nè. Mấy con hải âu đó, nó lên bờ rất là thân thiện luôn, không có sợ người luôn nha, rất là thanh bình. Những cái cảnh này á thì Nick đã từng thấy ở bên Mỹ rồi nè, nhưng mà ở bên Úc này thấy nó còn thanh bình và đúng là rất là thân thiện luôn, con người và môi trường hòa quyện vào nhau đó mọi người. Biển rất là đẹp, mọi người cũng rất là xinh đẹp, trời nắng đẹp, bãi biển đẹp, nước trong xanh sạch đẹp, những cái dãy nhà gần ngoài cái vịnh này cũng rất là đẹp nè. Ai mà có được những cái nhà đó ngắm cảnh biển hoặc là xuống biển tắm gần quá là tuyệt vời luôn nè. Wow, quá đẹp luôn nè. Ngoài kia có những cái mỏm đá, nó nghĩ là còn ngắm cảnh còn đẹp nữa mọi người. Bãi biển còn dài, mặc dù là tổng thể chiều dài của bãi biển không quá lớn, nhưng mà đi xuống dưới đây nó thấy cũng khá là rộng nha, và thông thoáng, đông thì đông nhưng mà vẫn ngăn nắp trật tự, thấy nó thoải mái lắm mọi người ơi. Thì loại biển này đúng là rất là thích đẹp. Dài xuống đây một tí nữa nha, thấy đông vui quá trời luôn nè. Wow.
hầu hết ai cũng có body xinh đẹp hết nên rất là tự tin ra biển này khoe nè. Mà thật sự nhìn nãy giờ thấy ai cũng đẹp, cả nam nữ trai gái, mà mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc rất là đẹp luôn nha, xuống biển khoe body thiệt là đẹp. Đoạn dưới này cũng rất là đông luôn nè. Và để thấy ở trên bờ đó nhiều người còn nằm phơi nắng ở trên nữa. Để zoom lại gần cho mọi người xem nè. Quá trời luôn, hôm nay nắng đẹp, mọi người đang phơi nắng quá trời. Người da trắng thì không có sợ đen, hết phơi nắng, nhưng người châu Á, trong đó người Việt, thấy nắng là sợ muốn chết, trùm kính mít hết. Đây có con hải âu nè, đi dưới biển tung tăng như mọi người rất là bình thường luôn. Không sợ gì hết nè. Wow. Bãi biển này thật sự là đẹp, quá tuyệt vời. Quá hay, quá đẹp luôn đó, phải nói là rất là thích luôn. Mọi người thường nhắn nhủ Nick là có dịp đến Sydney nhớ ra bãi biển Bondi, đặc biệt là vào mùa hè đó, rất là xinh đẹp. Thì đúng quả là như vậy, lần này ra ngoài bãi biển này rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Nick rất là yêu thích luôn bãi biển này, có dịp là phải xuống đây tắm, tắm với bãi biển này nữa càng thú vị nữa nha. Một cái hay đó là Nick thấy cứ khoảng một vài đoạn ngắn ngắn thôi là có những cái nhà vệ sinh công cộng nè, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà chỗ thay đồ, rất là thuận tiện luôn, sạch sẽ, thoải mái cho mọi người vào có thể tắm rửa vệ sinh thay đồ luôn ngay bãi biển này, rất thuận tiện luôn. Rồi thùng rác họ cũng để khắp nơi mọi người, rất là dễ tìm thấy thùng rác cũng như là những cái nhà vệ sinh, những cái chỗ để có thể tắm nước ngọt lại nè, hoàn toàn miễn phí hết nha, chỗ tắm không có tốn tiền. Nên tổng thể là bãi biển này nhìn nó sạch sẽ, khang trang và đẹp, và không quá rộng quá lớn nên nhìn nó rất là ấm cúng luôn, nhìn rất là thích. Rồi có những chỗ mà có thể lấy nước uống nữa, cắt nước có thể mình đến đây mình uống nha, nước uống được đó, nhấn cái vòi đó để mình uống thôi. Rồi những cái dụng cụ tập thể thao nữa, rất là nhiều tiện ích công cộng luôn.
Đây có nhiều dụng cụ tạ, rồi dụng cụ để tập bụng, rồi những cái xích đu nè. Quá trời, đầy đủ. Ra bãi biển này cả buổi trời, cái gì cũng có miễn phí nữa, xài rất là đã. Cái nữa rất là hay là nước thấy có nhiều chỗ đậu xe lắm nha, cho nên là mọi người ra đông nhưng vẫn có chỗ đậu xe. Rồi trong công viên nè, người ta có thể đem dụng cụ chơi chơi những trò chơi thể thao đó. Cái cô này đang tập thăng bằng trên dây nè, rất là lý thú nè. Rồi phía đây cũng có chỗ đậu xe nữa nè, rộng rãi thoải mái, đúng là như nhiều người đã bảo, Bondi Beach rất là đẹp, quá tiện lợi tiện nghi. Ngoài ra thì dọc theo bãi biển nè, trên bờ có những cái chỗ dành cho trẻ em chơi nè. Đó, các gia đình có thể dẫn các em ra chơi xích đu, chơi dọc cát ở trên này. Rồi có máng trượt nữa. Đó, đầy đủ luôn. Rất là xinh. Rồi trong những cái khoảng của công viên thì Nick thấy có những cái lò nướng nữa nè, sát ở biển. Nhiều gia đình có thể đem đồ ra đây barbecue, rồi ăn uống vui chơi xuống tắm biển. Rất là đã. Rất là thanh bình, phải nói là tuyệt vời. Bây giờ nhìn xuống khung cảnh là trời chiều nhưng mà nắng còn chói chang mùa hè mà, nhưng mà phải nói là tuyệt vời lắm, thích lắm. Nhưng mà video clip review một ít ở bãi biển này đến đây thì xin tạm dừng nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và gặp lại ở những video clip sau. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc một ngày cuối tuần thật bình yên, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.